Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 1.396 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 17,5 tỷ đô la Mỹ. Xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ra quân hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy với nhân dân. Thời tiết giao mùa, nhiều trẻ nhập viện do viêm phế quản, viêm phổi. Tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, hai người dân đã trao trả 150 triệu đồng nhặt được tại quán cà phê cho người bị mất. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nam, trong 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 430 triệu đô la Mỹ. Với mục tiêu tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020, thời gian qua các ngành địa phương doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, nhất là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao như nông sản, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, dây điện, dây cáp, sản phẩm máy tính, linh kiện điện tử. Để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, Sở Công Thương đã nỗ lực cải cách hành chính, đặc biệt là đối với việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục xuất khẩu. Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, giới thiệu cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường. Từ đầu năm đến nay, cộng đồng doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu đã tiếp tục cải tiến công nghệ, tìm hướng đi mới, chủ động tìm kiếm đối tác, thị trường xuất khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 1.396 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 17,5 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Bắc Ninh đã sớm xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc theo hướng tập trung thu hút những dự án lớn, dự án có công nghệ cao, sử dụng ít đất, bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển toàn diện kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh. Năm 2018, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra doanh thu gần 1.296.259 tỷ đồng, đóng góp 65,4% cơ cấu GRDP của tỉnh. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xuất khẩu đạt gần 35 triệu đô la Mỹ, chiếm 99,6% giá trị xuất khẩu của tỉnh. Năm 2018, các doanh nghiệp FDI đã nộp ngân sách 14.222 tỷ đồng, chiếm 50,6% tổng thu ngân sách của tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp FDI cũng đã giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 200.000 lao động. Trước những biến động về giá điện, giá than và nguyên liệu đầu vào, đòi hỏi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải có những biện pháp tiết giảm chi phí, trong đó có tiết kiệm điện năng. Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch là một điển hình. Một trong những giải pháp mang tính đột phá trong tiết kiệm điện được công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch thực hiện từ thời điểm tháng 6 năm 2017, đó là thay đổi phương án cấp liệu của lò 1 từ dùng khí nén và bơm Fuller chuyển sang hệ thống cấp điện bằng gầu nâng. Sự thay đổi này đã giảm điện năng tiêu thụ từ gần 19.000 kWh điện mỗi ngày xuống còn khoảng 6.000 kWh. Nếu tính mức giá điện bình quân 1.800 đồng 1 kWh như hiện nay, mỗi ngày dây chuyền này tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng. Trong điều kiện sản xuất ổn định và liên tục, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 7 tỷ đồng. Cùng với giải pháp được áp dụng ở công đoạn tiếp liệu lò số 1, năm 2018, công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch cải tạo hai trạm khí nén bằng phương pháp đấu nối hai trạm hoạt động theo nguyên lý bù nhau. Trước đây, trạm khí nén hoạt động độc lập, tiêu hao điện năng lớn. Kể từ khi giải pháp này được thực hiện, đã tiết kiệm được hơn 6.000 kWh điện mỗi ngày. Không chỉ quan tâm đến những giải pháp tiết kiệm điện trong các công đoạn sản xuất, một giải pháp được đánh giá cao là việc thay thế hệ thống làm mát khu vực vận hành với chức năng tự điều chỉnh nhiệt độ theo điều kiện từng thời điểm, thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng khu vực làm việc và công cộng từ đèn compact sang đèn LED hoặc đèn năng lượng mặt trời. Những thay đổi như vậy, công ty tiết giảm được khoảng 2 triệu kWh điện mỗi năm. Tiếp theo cái chương trình tiết giảm điện năng để giảm chi phí sản xuất thì dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện một số những giải pháp. Tiếp tục chúng tôi sẽ sử dụng hiệu quả cái việc điện chiếu sáng thay các cái bóng đèn thông thường bằng đèn LED và chỉ chiếu sáng khi cần thiết vào buổi đêm và ban ngày sẽ tắt. Bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp các thiết bị để nâng cao năng suất.
Từ việc thay đổi công nghệ, hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm và tăng cường các tuyên truyền kết hợp với chế độ giám sát, thưởng phạt kịp thời đối với các tập thể và cá nhân trong việc sử dụng điện, trung bình mỗi năm, công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đã tiết kiệm điện hàng chục tỷ đồng, trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Nhằm khơi thông điểm nghẽn tiếp cận vốn để ngăn chặn tín dụng đen, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai quyết định số 12 về việc nâng hạn mức cho vay tối đa với hộ nghèo, cận nghèo, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nâng hạn mức cho vay tối đa với hộ nghèo từ 50 triệu lên 100 triệu đồng và nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng. Nhờ triển khai tích cực và đồng bộ, tính đến ngày 27 tháng 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thực hiện cho vay ưu đãi nâng hạn mức cho 53 hộ nghèo trong toàn tỉnh với tổng số tiền trên 3 tỷ 368 triệu đồng. Trong đó, các huyện có nhiều lượt khách hàng vay nhất là Yên Mỹ 29 hộ, Văn Giang 15 hộ. Đây được coi là một trong những chương trình mới của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong năm 2019, giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn vốn để sản xuất kinh doanh dài hạn, đồng thời giúp cho những người nghèo vùng nông thôn tránh xa tín dụng đen. Thời gian qua, việc triển khai tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Bình hưởng ứng tích cực, tạo được bước chuyển biến tốt và có sự lan tỏa đến đoàn viên thanh niên các địa phương. Các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của đoàn viên thanh niên trong phong trào dân vận khéo được các cấp ngành quan tâm thực hiện thường xuyên. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 3.000 mô hình thanh niên và 175 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Các mô hình dân vận khéo ở nhiều lĩnh vực khác nhau đang mang lại những hiệu quả thiết thực như mô hình thanh niên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, mô hình đường hoa thanh niên, mô hình địa chỉ xanh tình nguyện. Để phong trào thi đua dân vận khéo luôn được thực hiện một cách sâu rộng và ngày càng có hiệu quả, tỉnh Thái Bình tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm cổ vũ, động viên, nhân rộng điển hình dân vận khéo. Được thành lập từ tháng 10 năm 2018, Hợp tác xã Miến Rong, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã cho thấy đây là hướng đi tốt để góp phần phát triển thương hiệu làng nghề. Hiện nay, Hợp tác xã có 10 thành viên tham gia là những cơ sở sản xuất có quy mô lớn của làng nghề như cơ sở của anh Nguyễn Văn Thắng, Quách Văn Tâm, Nguyễn Văn Đạt, Đỗ Xuân Độ. Sản lượng bình quân từ 150 đến 270 tấn bột một năm. Để đảm bảo các sản phẩm Miến Rong Hợp tác xã có chất lượng tốt và đồng đều, các thành viên đều đảm bảo sản xuất theo đúng quy trình và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguồn bột cho đến các công đoạn lọc bột, đánh bột, tráng bột, phơi khô, cắt sợi, đóng gói. Thành phẩm Miến Rong của Hợp tác xã hiện đang được bán với giá 26.000 đồng 1 kg và cao hơn so với thị trường. Những năm qua, ngoài việc định hướng cho nhân dân phát triển các cây công nghiệp như mía, dứa và các loại cây ăn quả, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũng đang phát động các xã tập trung quy hoạch vùng sản xuất rau củ quả theo hướng hàng hóa để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập. Để người dân mạnh dạn chuyển đổi những cây trồng truyền thống năng suất giá trị thấp sang cây hàng hóa, các xã đã chủ động tạo điều kiện về quỹ đất, lựa chọn những nhóm cây rau củ quả phù hợp với thổ nhưỡng để các hộ đưa vào trồng. Đồng thời các đoàn thể đã vào cuộc hỗ trợ giống vốn khoa học kỹ thuật. Vì vậy Nho Quan đã có vùng trồng ớt, dưa chuột, ngô ngọt, dưa gang, ổi, thanh long ruột đỏ. Đặc biệt hiện nay huyện đang tập trung khôi phục trồng giống khoai lang Hoàng Long tại xã Xích Thổ và cây bùi ở xã Kỳ Phú. Từ sự mạnh dạn trên đã giúp các địa phương tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, dần hình thành chuỗi sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao, loại bỏ cách làm manh mún nhỏ lẻ, kém hiệu quả trong nhiều năm nay, đưa giá trị cây trồng hàng hóa có nơi đạt tới trên 180 triệu đồng một hecta. Việc chủ động lựa chọn các loại cây trồng có lợi thế để tập trung phát triển đã góp phần thay đổi tư duy phát triển sản xuất của người dân, từng bước hình thành các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Đây là cơ sở quan trọng để Nho Quan triển khai thực hiện thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm chủ lực cũng như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do tỉnh phát động. Vừa qua tại nhà văn hóa huyện Khoái Châu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2019 và phát động đăng ký hiến tặng mô tạng.
Trong những năm vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ta đã có bước phát triển tích cực, có hiệu quả rõ nét và đáp ứng ngày càng tốt hơn lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho nhân dân trong tỉnh. Năm 2018, toàn tỉnh đã vận động hiến tặng gần 8.500 đơn vị máu, đạt 113% chỉ tiêu đề ra. Kết quả đó đã kịp thời bổ sung lượng máu hết sức cần thiết cho điều trị cứu chữa người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương tinh thần tình nguyện, tấm lòng nhân ái của hàng chục nghìn lượt người đã tham gia hiến máu trong năm vừa qua. Để phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới tiếp tục tạo sức lan tỏa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác vận động người dân hiến máu, góp phần mang lại lợi ích không chỉ cho người bệnh mà còn cho chính bản thân người hiến máu. Tổ chức triển khai lấy máu, bảo đảm an toàn, chất lượng, quan tâm hỗ trợ giúp người hiến máu sớm phục hồi về sức khỏe. Các cấp hội chữ thập đỏ tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia hiến tặng mô tạng để đạt kết quả cao. Tại buổi lễ, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện đã được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018. Cũng tại buổi lễ đã phát động đăng ký hiến tặng mô tạng, kết quả đã có 20 người tham gia đăng ký. Hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy với nhân dân do Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phát động, cán bộ công chức xã An Ninh vừa tổ chức ra quân cùng nhân dân thôn An Tập dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng mới các tuyến đường hoa. Theo đó, trong 1/2 ngày, thứ bảy hàng tuần trong các tháng, lãnh đạo cấp ủy chính quyền, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã An Ninh về các thôn xóm để cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng mới chăm sóc các tuyến đường hoa cây cảnh, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới. Xã trích kinh phí hỗ trợ mỗi thôn 3 triệu đồng tiền giống hoa cây cảnh, cùng kinh phí 4 giờ máy xúc ủi để dọn nền trồng hoa. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, bắt tay cùng nhân dân, giải tỏa một số bãi rác tự phát trong khu dân cư, nâng cao ý thức của nhân dân ở từng thôn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong ngày thứ bảy đầu tiên ra quân, cán bộ công chức xã An Ninh cùng với nhân dân thôn An Tâm đã trồng được trên 2 km đường hoa các loại như sam nhật, sò huyết, hoa bóng nước, v.v. Hoạt động ngày thứ bảy với nhân dân là hoạt động thiết thực, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 là gần dân, sát dân. Từ đó lan tỏa các tấm gương làm theo Bác trong cộng đồng dân cư. Qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đổi mới cách thức tuyên truyền, huy động, thu hút nhân dân toàn xã, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí mà xã An Ninh đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên, số trẻ bị viêm phổi, viêm phế quản tăng đột biến so với thời điểm trước. Thời tiết giao mùa được cho là nguyên nhân khiến bệnh về đường hô hấp ở trẻ nhỏ tăng mạnh. Khoa Nội Nhi 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, số trẻ điều trị nội trú dao động trong khoảng từ 60 đến 70 trẻ, tăng từ 10 đến 20 trẻ so với thời điểm trước. Trong đó khoảng 90% trẻ bị viêm phế quản, viêm phổi trong tình trạng nặng. Các biểu hiện lâm sàng như sốt cao, ho, sổ mũi, thở khò khè, nghe phổi thấy tiếng gian rít, gian ẩm. Trên phim chụp X-quang, phổi thấy có các tổn thương, đám, kẽ. Đáng chú ý, có nhiều bậc phụ huynh chỉ đưa con đến viện khi đã điều trị nhiều loại kháng sinh mà tình trạng bệnh không thuyên giảm. Điều này gây khó khăn trong việc điều trị bệnh của các bác sĩ và kéo dài thời gian nằm viện của trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết giao mùa xuân hè như hiện nay là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển. Các bậc phụ huynh cần chú ý giữ ấm cho trẻ, tăng sức đề kháng bằng cách cho trẻ ăn uống đủ chất. Khi trẻ có biểu hiện bệnh, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được điều trị đúng phác đồ. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học luôn là mối quan tâm không chỉ của các bậc phụ huynh mà của cả toàn xã hội. Do vậy, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn huyện Quế Võ, hiện có 22 trường mầm non tổ chức ăn bán trú cho học sinh, để các em có những bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực là một vấn đề được các trường đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn. Do vậy, trong khâu tổ chức ăn bán trú cho trẻ, bên cạnh việc quan tâm đến thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, thì các trường luôn chủ động trong việc phòng chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao ý thức trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm.
chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với một số trường học ký kết hợp đồng với các công ty, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, thì công tác kiểm tra giám sát từ khâu đầu vào nguyên liệu đến khâu chế biến càng được các nhà trường quản lý sát sao và chặt chẽ hơn. Nước sạch rất cần thiết cho sinh hoạt của con người. Thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã đẩy nhanh tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn đang gặp khó khăn trong việc đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung. Kể từ cuối năm 2001, trạm cấp nước sạch xã Gia Lạc được đưa vào sử dụng. Từ đây đã giải quyết được nhu cầu về nước sinh hoạt của nhiều hộ dân. Thế nhưng dần dà, bà con lại tỏ ra lo lắng vì trạm cấp nước bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Đây thì có nguồn nước sạch ngay bên cạnh. Thì chúng tôi vẫn dùng nước đấy thường xuyên. Họ bơm lên là chúng tôi dùng nhưng mà nó chẳng được sạch lắm đâu. Các nơi họ gần vứt rác bừa bãi, họ gần sông họ vứt rác bừa bãi. Hiện nay thì do cái quá trình sử dụng công trình nó lâu ngày, hệ thống máy móc của đường ống nó xuống cấp nghiêm trọng. À, chúng tôi cũng đã có cái khảo sát, dự toán để lập cái tờ trình báo cáo với lãnh đạo cấp trên để có cái dự toán là sẽ sửa chữa và nâng cấp cái hệ thống nước sạch của trong địa bàn xã Gia Lạc. Những năm qua, tỉnh đã và đang tập trung rà soát lại hệ thống các công trình nước sạch để tiếp tục bổ sung điều chỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân từng bước nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước sạch, giữ gìn, bảo vệ môi trường. Mới đây tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, câu chuyện về hai người dân trả lại số tiền 150 triệu đồng bị bỏ quên trong quán cà phê đã khiến người dân địa phương vô cùng cảm kích. Vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2019, anh Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1995, và cậu ruột là anh Phạm Khắc Hiếu, sinh năm 1973, đều ở khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, ngồi uống nước tại quán cà phê Mạnh Hùng, ở phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, thì nhìn thấy một chiếc túi xách của khách hàng ngồi uống nước cùng quán khi ra về đã để quên. Kiểm tra chiếc túi phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Anh Tú và cậu của mình đã mang chiếc túi trên cùng toàn bộ số tiền đến công an huyện Ân Thi để trình báo. Khoảng lúc sau thì tôi nhìn thấy cái túi bên trong rất nhiều tiền. Tôi mới chạy ra ngoài để gọi anh và anh để quên. Nhưng mà anh để quên đi mất rồi. Tôi có báo lại với chủ quán. Tôi bảo chủ quán là tôi mang lên cơ quan giao nộp. Nhưng khi mang em đồng của tôi bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để mong là trao trả lại người bị mất. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, công an huyện Ân Thi đã kiểm tra xác định trong túi có 150 triệu đồng, một chứng minh nhân dân mang tên Trần Huy Yên, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, một giấy lĩnh tiền ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Mỹ Hào, phòng giao dịch Ân Thi với số tiền rút là gần 150 triệu đồng. Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định số tài sản trên là của anh Trần Huy Yên. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, công an huyện Ân Thi đã tổ chức trao trả tài sản cho anh Yên. Khi tôi vào tôi gọi thì đi cà phê xong một lúc thì tôi vội tính việc tôi ra thanh toán tôi quên, không nghĩ đến cái túi tiền tôi để dưới gầm bàn. Thì tôi đi ra tôi phi về luôn. Thì gần về nhà ăn uống xong chợt nhớ ra mình quên. Tôi rất là lo lắng, tôi cảm giác là không biết là bây giờ tôi làm cách nào khi tôi quay lại tôi tìm tiền thì không biết liệu cái túi tiền thì tôi có tìm lại không. Khi tôi quay lại thì chủ quán nói với tôi là có một thanh niên anh nhặt được và mang ra lại công an thì anh qua đấy là người ta sẽ cho anh xin lại. Thì tôi là rất là vui, rất là cảm thấy mình rất là may mắn hôm nay được nhận lại số tiền từ tay anh Tú. Mình ra đây qua bên cơ quan công an để trao lại số tiền cho tôi. Rất là cảm kích và cảm ơn đến cơ quan công an huyện Ân Thi cùng anh Tú đây là người đã nhận được số tiền của tôi. Tấm lòng và hành động đẹp của anh Tú và anh Phạm Khắc Hiếu một lần nữa khiến chúng ta cảm kích, suy nghĩ làm sao để sống tốt hơn cùng xây dựng một cộng đồng xã hội văn minh hiện đại.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.